câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây, Hội cựu chiến binh huyện Hóc Môn và công ty trách nhiệm hữu hạn Fujiwa Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho các thương binh, bệnh binh đang gặp khó khăn tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ký kết, công ty Fujiwa Việt Nam sẽ hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng hoặc sửa chữa, nâng cấp 2 căn nhà tình nghĩa đồng đội cho các thương binh, bệnh binh gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đây là lần thứ hai công ty Fujiwa đồng hành cùng với câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây trong năm 2024 để góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của các thương binh, bệnh binh trên cả nước. Cũng tại buổi lễ, công ty Fujiwa trao tặng 5 suất sử dụng nước dầu hydro được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, giúp cải thiện sức khỏe cho các thương bệnh binh. Mỗi suất sẽ có 12 tháng sử dụng nước dầu hydro miễn phí với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng. Cũng tại buổi lễ, cựu chiến binh Thái Vũ Hòa, ủy viên điều hành câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây, cũng trao tặng một căn nhà tình nghĩa đồng đội trị giá 50 triệu đồng tại huyện Hóc Môn. Phát biểu tại buổi lễ, ban lãnh đạo công ty Fujiwa cam kết tiếp tục cùng với câu lạc bộ Trái tim người lính miền Tây trong việc góp phần nâng cao cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của các thương bệnh binh trên cả nước.